À được Chào chú. Lúc nãy Chào chị ạ. là đang gọi là đợt này là cái Facebook ấy là cái phiên bản mới của nó hay bị lỗi chú ạ. Cho nên là nó toàn bị kiểu 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 như là ngắt quãng ấy chú ạ. Hàng chi chú thấy nó bị nó interrupt, nó bị mất cái Vâng. sao chú, nó hoài chắc nó bị gì. Mấy thằng Vâng. bao que kể đi Trang ơi, chửi nó làm chi. Vâng. Con chửi Trang, chửi tụi nó cũng giống như mình nói với cái đầu cứ cái ô hợp, nó là Vâng. những cái thành phần ô hợp mà nó chửi để cho nó chửi, nhưng mà Đấy chú. mình làm cho nó, mình cứ ca ngợi, mình nói về quê hương đất nước con người mình thôi, là Vâng. nó bức xúc, nó tức thôi, chứ nó làm được con khỉ gì. Như nó dọa À. chú đủ cách đủ kiểu gì, nó đụng tới cọng lông chân chú là nó cũng chết cha nó rồi. Bây giờ mà tụi nó mà đụng tới chú một cái là nó chết rồi, là Vâng. cảnh sát cầm đầu nó liền, Thế cảnh hôm sát nay thì chú đang sợ. đi chơi ở đâu đấy? Hôm nay chú đang đi chơi ở đâu đấy? Chú đang trên đường máy bay bay về đó, À đang về chứ á? đi đâu, chú đang ở sân bay À, mà. thế bị vì nó đảo đảo quá trục xuất Nào, tự chú trục xuất, về tự mình trục xuất lấy, nó đã đảo quá, mình trục xuất cho nó để nó đỡ quê. thế 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 chú đã hẹn mọi người chưa? Thế tình hình là đợt này về là tình hình là nhậu cái Vui à, thì này về gặp Bình Dương bằng một số anh em nào vui à. À chú đang đây? ở phía trường à, Vâng, thế bay từ đấy về là hết nhiều tiếng không chú? thời gian đồ này kia 24 tiếng à, 24 tiếng à? 24 mười tiếng mấy tiếng nằm là tại vì mình phải đợi nữa, mình phải đợi bay nữa, cũng 24 tiếng. nằm trên đấy là cũng om đấy nhỉ. Từ Mỹ mà bay về tới 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 Đài Loan thì tới Trung Quốc á, thì cũng khoảng 10 14 tiếng 15 tiếng gì đó. Chú ơi, thế cháu tưởng là nó có đường bay thẳng, nó lại phải nghỉ dừng à? Nói chung là chưa có hãng nào chia nhau đường bay đó, nó chia nhau cổ phần á, thì nó bay Vâng tới đâu vâng. thì cái thằng đó nó giống như là nó đi nó chuyển khách đó, giống như Tôi biết kiểu ở rồi. Việt Nam mà mấy mấy xe mà người ta đi chuyển khách đó, thì Vâng. nó lợi cao, lợi nhuận cao hơn mà nó an toàn hơn. Vâng. Thường thường mà bay thẳng cái đường bay như vậy đó, nó đỡ mất thời gian nhưng mà nó nguy hiểm nhiều, tại vì cái đường bay mà máy bay nó bay suốt hành trình 17 18 tiếng gì đó, nó phải nhiên liệu rồi đồ ăn đồ uống rồi cái này kia rồi đó, nó bay cái chặng đường ngắn vậy á, cái chuyến bay của nó an toàn hơn nhiều. Với lại nó chia cổ phần với nhau á, ví dụ Vâng. như cũng của cái hãng của Việt Nam Airlines mình cũng có bay, bên Mỹ nó cũng có cổ phần, thì khi mà Việt Nam Airlines mình bán vé thì ví dụ nó chia thì từ từ Mỹ sang tới Trung Quốc thì nó chia nhau, rồi tới Trung Quốc thì nó vô Việt Nam thì Việt Nam mình chia lấy phần đó, vậy đó, nó ăn chia nha. Vâng. Tại vì một cái chiếc máy bay nó một lúc mà chiếc máy bay mà nó đi á, nó dự trữ nhiều thứ, đồ ăn đồ uống đồ này kia, nhất là bay bay mà xuyên lục địa, bay qua Đại Tây Dương được, hành trình rất là dài, nhiều khi ngủ ngủ một giấc vậy á, còn chưa tới. Vâng đúng rồi đấy, nằm trên ấy Giang xong rồi à, đợi đợi chờ con lắm. Dạ Giang ở Túc mày, Bắc ở Bắc Bắc Ninh à? cháu ở Nam Định. Ô, Nam Định. Nam Định khúc vâng nào ta? Hà Nội đi vô phải không? vâng cháu ở gần, cháu ở ngay ngã ba luôn, như là Nam Ninh, bên cạnh Ninh Bình Đó, lại có lần này. có lần chú đi mà từ Hà Nội về, chú có ghé Ninh Bình. Vâng. Đấy thì là Mấy cháu thằng ở ngã ba đấy. mấy thằng bao que kệ nó, chửi nó chi Vâng. mệt lắm, Vâng. cái thứ nó vậy đó, mình chửi nó mất công tốn hơi. Nó làm được cái gì, tại vì cái số phận của tụi nó là qua xứ người ta, giờ nói chung là nó cũng chẳng, rồi cha chú nó đã thất bại rồi, bỏ chạy tục cả quần rồi. Mỹ ngay cả ông bộ trưởng Mỹ Henry Kissinger, cái thời mà Vâng. chế độ cũ á, ông đó ông khinh bỉ cái chế độ ngụy Sài Gòn đó, ông đó đó, ông Henry Kissinger, ông khinh bỉ mà ông chửi cái đám đó như là chó vậy.
ông ghét lắm. Mỹ mà nó chịu còn không nổi cái đám đó mà. Bây giờ chứ nó qua bên Mỹ rồi. Tại vì Mỹ nó có cái phúc lợi xã hội, nhiều khi nó ăn bám, rồi nhiều khi nó sống, nó đi làm rồi về, nó đâu có thời gian cuộc sống nó để nó hưởng thụ giống như người dân trong nước bây giờ đâu. Vâng. Nó ngồi đó bắt đầu cái nó tuyên truyền nhau, nó đầu độc nhau, nó cóc đầu với nhau. Gọi là chú hay chọc tôi nói là cái gì, gọi là móc cước mũi, ngồi đó móc cước mũi rồi chấm cộng á. Ăn nồi ra đâu, đi làm về nhiều khi bốn vách tường rồi, đâu có dám ăn chơi giống như ở Việt Nam dân mình. Mình chơi mình làm thì mình làm thôi, còn Mỹ đâu có đâu, làm thì làm, chơi thì đời sống nó đâu ra đó, cái cuộc sống của nó, thời giờ là tiền bạc mà, làm tất tần tật, đâu có dám mà muốn chơi hỏi chứ thôi. Bây giờ mà chơi kiểu như Việt Nam rồi đầu tháng cuối tháng là phải trả đủ thứ những cái hóa đơn hết, lấy tiền đâu mà chờ phải chi phí mọi thứ tùm lum hết. Đúng rồi. Nói chung là cái xã hội Mỹ mà nó làm con người ta cũng phải quay cuồng theo. Chỉ có mấy cái thằng mà bao que xỏ lá thì nó cũng khùng điên điên. Như cái thằng Jason đó thì hơi đâu cũng chửi làm gì. Rồi con Ngọc Ngọc gì đó, mấy cái đám đó nó khùng khùng. Những trẻ mà nó sống ở bên Mỹ bây giờ tụi nó cũng bị Mỹ đồng quá hết trơn con ơi. À. Mỹ nó đồng quá hết trơn. Con nói chuyện tụi nó vui lắm. Tụi nó nói chung là nó cứ cười và nó à hả còn mấy cái thành phần mà con thấy lên trên này mà chống phá đồ, những thành phần nửa nạt nửa mở đấy, nó chơi với mấy cái đám mà không có ra cái ôm gì hết. Cái cuộc sống ở Mỹ, cái người, những cái đứa trẻ mà nó sanh ra ở Mỹ tụi nó thật dụng lắm, tại vì nó học ở trong trường, nó được cái xã hội, cái văn hóa, cái nền giáo dục á. Nó dạy cho những cái đứa trẻ đó sống phải thực dụng. Còn mấy cái đám mà nửa nạt nửa mở thì nhiều khi nó qua bên này nè, rồi cuộc sống nó thất bại, rồi nó không có ra cái gì đó, rồi ngồi đó nó nghe cha mẹ nó hay là một số những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở Mỹ tuyên truyền xảo trá bịp bợm, rồi nó ăn theo thôi. Thế chú đợt này chú về lâu không? Tùy công việc ở bển, nếu mà làm xong sớm thì về sớm. Nếu mà làm chắc là chú lợi chắc là đất lên bán à.